Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến độ cao khoảng 5.000 m hoạt động, nên đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ vẫn còn có mưa. Một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 50 mm. Trong đêm nay và sáng mai, khối không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển dần về phía đông. Tuy nhiên, vùng hội tụ gió vẫn còn hoạt động nên mưa rào và dông vẫn có khả năng xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Việt Bắc và một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc như là Cao Bằng, Lạng Sơn hay Quảng Ninh. Các nơi khác mưa chỉ thoáng qua vài nơi. Nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần, trời rét nhẹ về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Sang ngày mai, trời tương đối khô ráo và nhiệt độ trưa chiều có thể tăng lên mức từ 23 đến 26 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên trong đêm nay và ngày mai, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, ban ngày hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, cao nhất từ 26 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến nắng ráo với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 đến 32 độ, có nơi 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng rìa phía Bắc của rãnh xích đạo nên trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông. Tập trung tại Nam Bộ và các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng. Thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào khoảng chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Trên biển, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến có gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Mưa dông tập trung nhiều ở khu vực Nam Biển Đông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.